Chào mừng tất cả các con đã đến với khóa học tiếng Việt lớp 1 của trang web olm.vn. Cô có hình ảnh sau, các con hãy cho cô biết đây là hình ảnh gì? Chính xác, đây chính là nhà ga. Và đây là tiếng ga. Đây là hình ảnh gì? Chính xác, đây là hồ. Và đây là tiếng hồ. Các con cùng quan sát. Trong tiếng ga và tiếng hồ có sự xuất hiện của hai âm mới. Đó chính là âm g trong tiếng ga và âm h trong tiếng hồ. Hai tiếng mới này cũng chính là nội dung của bài học ngày hôm nay. Đây là âm g. Các con cùng đọc với cô. G, g. Đây là âm h. Các con cùng đọc với cô. H, h. Chúng ta cùng quan sát chữ viết âm g. Âm g in thường, âm g in hoa, âm g viết thường. Các chữ viết của âm hờ in thường, âm hờ in hoa, âm hờ viết thường. Để giúp các con có thể ghi nhớ và nhận biết được các chữ viết của các âm g và âm hờ, cô có bài tập sau đây. Trên bầu trời có những đám mây, và trong mỗi đám mây đều có mỗi chữ cái. Và nhiệm vụ của các con đó chính là tìm ra những đám mây có ghi chữ G và chữ H. Rất tốt! Những đám mây có ghi chữ G là... Đây là chữ G im thường, chữ G viết thường, chữ G in hoa. Những đám mây ghi chữ H là... Chữ H viết thường, chữ H in thường, chữ H in hoa. Cô có tiếng ga. Tiếng ga được ghép bởi hai âm, âm G và âm A. Cô có mô hình tiếng ga, các con hãy chú ý theo dõi. Tiếng ga gồm có âm G đứng trước, âm A đứng sau. Đánh vần và đọc trơn. G, A, ga, ga. Cô có tiếng hồ. Tiếng hồ được ghép bởi hai âm, âm hờ và âm ô. Cô có mô hình tiếng hồ như sau. Tiếng hồ gồm có âm hờ đứng trước, âm ô đứng sau, thanh huyền trên đầu âm ô. Đánh vần và đọc trơn. Hờ ô hô huyền hồ, hồ. Để các con có thể ghi nhớ và nhận biết được âm G và âm H, cô có bài tập sau đây. Cô có các hình ảnh sau đây, các con hãy chú ý lắng nghe cô đọc tên của chúng nhé. Hành, hổ, gấu, hoa, gà, gừng. Dựa vào các tiếng mà chúng mình vừa được nghe, các con hãy cho cô biết những tiếng nào có chứa âm G. Chính xác! Những tiếng có chứa âm G là G, gấu, G, gà, G, gừng. Tương tự như vậy, các con hãy cho cô biết các tiếng có chứa âm h. Chính xác, các tiếng có chứa âm h là h, hành, h, hổ, h, hoa,
Cô có các hình ảnh sau đây. Các con hãy cho cô biết đây là những hình gì. Chính xác, hình ảnh đầu tiên đó chính là hình ảnh một bạn nhỏ đang bị ho. Và đây là tiếng ho. Trong tiếng ho có chứa âm hờ. Hình ảnh thứ hai đó chính là hình ảnh khúc gỗ. Và đây là tiếng gỗ. Tiếng gỗ có chứa âm g. Và cuối cùng chính là hình ảnh bó hẹ. Và đây là tiếng hẹ. Trong tiếng hẹ có chứa âm hờ. Các con hãy chú ý theo dõi video của cô để biết được cách viết chữ g, chữ hờ cùng với chữ ga và chữ hồ nhé. Đầu tiên là cách viết chữ g. Tiếp đến là cách viết chữ ga. Trong chữ ga, chúng ta sẽ viết chữ g trước, rồi sẽ viết chữ a sau. Đây là cách viết chữ hờ. Khi viết chữ hồ, chúng ta sẽ viết chữ hờ trước, sau đó viết đến chữ ô. Cô sẽ chỉ cho các con biết vị trí của chữ G và chữ H trên bàn phím máy tính. Đây là chữ H. Và đây là chữ G. Cô muốn viết chữ ga, các con hãy chú ý cô thao tác nhé. Đầu tiên, ta sẽ gõ vào chữ G. Ta được chữ G. Tiếp theo, ta gõ vào chữ A. Ta được chữ A. Vậy cô đã được chữ ga bằng cách gõ trên bàn phím máy tính rồi. Tiếp theo cô muốn viết chữ hồ. Và cô thao tác như sau. Đầu tiên ta gõ vào chữ hờ. Ta được chữ hờ. Muốn có chữ ô, ta sẽ gõ hai lần vào chữ O, ta sẽ được chữ O. Muốn có thanh huyền trên đầu âm O, ta sẽ gõ vào chữ F. Ta được thanh huyền. Vậy, cô đã có chữ hồ bằng cách gõ trên bàn phím máy tính rồi. Các con thân mến, trong tiết học ngày hôm nay, cô đã giới thiệu với chúng mình hai âm mới, đó chính là âm G và âm H. Cùng với hai tiếng mới, đó chính là tiếng ga và tiếng hồ. Các con hãy luyện tập thật nhiều để có thể ghi nhớ những điều đó nhé. Và tiết học của cô đến đây là kết thúc rồi. Cảm ơn tất cả các con đã chú ý lắng nghe và hẹn gặp lại các con trong các bài giảng tiếp theo nhé.